Thôi đi đừng mạng thám tam mà thấy cũng chết tôi chữ ghê thôi. Quay là phải có tâm. Quay có tâm chứ đúng không? Ngày này chưa quay. Hồi sáng giờ mình quay mấy ca ta? Một ca thôi đúng không? Chứ chị ấy là thấy Hà làm mini rồi. Chờ quay cũng được thôi chứ đâu. Vẫn còn có cái anh Hà lặng nặng lặng chưa nguyên giải được đỡ phải chạy lung tung. Em đoán em nghĩ là em quay hết luôn rồi mà cuối cùng chờ một ngày lì có cục dễ sợ lâu lâu có một cục lì hồi nãy nặng được được lên chừ nặng chán chán rồi về em lúc đầu cũng được được từ lần sáu chán chán chi. Nhiều con là moi hoài không ra. Nhưng mà moi hoài không ra đi mà nặng ra được là coi là thích. Kiểu cảm giác là chứ còn mình bỏ đi chỗ khác là sợ máu thôi chứ còn moi moi máy cũng được hết. Thôi hả? Từ từ đi. Những ngày nó đi chơi ngày đi. Đi stress ngày đi. Tao nói thiệt đi chứ. Ta cày như chi ấy. Em thông báo lịch nghỉ với chị vô này. Ngày 13 hoặc 14 ngày. Ngày đầu tháng 1 em. Đầu tháng 11 là em về 3 ngày. Bên hỏi. Em đi đăng ký kết hôn. Bên hỏi rồi. Suy nghĩ kỹ rồi hả? Làm bên nào được sẽ an toàn không kia? Thế là thật ra là chị thấy công việc của em nó cũng khó mà. Thà ví dụ như bay như thuốc không thì em chi mình có hàng mệt. Hay Huệ về mình được hả? Về đầu ký mai đó làm của dâu. Thấy thế xong rồi là thay thế luôn. Có tài sản hả? Đi hết một mình về thôi. Tưởng không có tài sản nhé. Cô nên chịu đau tốt kinh đó chứ.
Hệ thì bình thường đó, hệ ngồi mà, hệ hệ thì nãy đứng, xong phê quá. Đừng buồn 5 phút phê quá. Ngồi thêm mạnh được. Máu nhiều. Nãy em lau bò tay miết luôn. Chứ không nhìn nhá, ghê ghê. Cái này giống như cái bảo bữa phụ trừ nhìn nữ ở dưới nhà mình bị ăn này. Xí xí xí. Không biết nặng cục mô. Em hiểu lưỡi cổ em chưa? Thôi nó nhiều rồi à. Nó khó chịu lắm. Ok, là tập trung một chỗ đi mà. Thật một chỗ không biết bắt đầu từ đâu không biết. Tại vì trong video là mình nhìn thấy còn máu chán đời. Cho vậy xíu bông nước muối. Bên nó còn nhiều không ta? Bên nó em quất sạch à? Đâu bên đi. Cho vậy xíu nước muối này thì chú. Chán đỡ. Vì tráng không nhiều chị lên nè. Tráng khó lấy. Ừ, tráng nó cứng nhét ạ. Tráng quay tráng. Ừ. Tức là bởi sao đứa mô vào lấy trước này cho lấy được tráng. Còn quay thì điện phía xíu. Tràn đây nó rút. Này em lấy được có mấy con đó. Không được cái ngón tay nữa. Cái ngón tay của em mềm yếu cực luôn, mềm lắm, không có cứng. Tôi thích thay cái váy rồi bị lật ngón tay chảy máu luôn chị nè, nhiều tím đen rồi. Nãy chị nói ông chi ông Hoàng đó. Xong nó làm thiệt đẹp. Ừ, mai qua rồi báo giá báo đồ nè. Chị nói được tiền nông phải lo mô. Đó. Chị lo. Nói ông chút cũng rẻ. Thấy biết là 8 triệu rưỡi hay làm tạo. Mà giảm còn 6 triệu rưỡi 7 triệu gì đó. Nó kêu chị nó có sức khỏe không mà thấy nó đòi tùm lum đó không biết. Bà nó không có sức khỏe. Đi chi bà đủ yêu. Đi mệt lắm nó nói rồi chứ đi. Không được đi đâu là biết chứ. Nó là đi chụp chơi là khác nè. Máu gì sợ. Hiện đi về không sốc luôn. Ờ, à, chụp hình xong về sốc luôn. Hiện thì yếu.
nhiều nhiều lắm, nhiều người xỉu lắm. Vì say nắng á. Ở biển đâu nắng đâu. Biển đâu nắng đâu, ngày mát mà. Bà Na lãng sướng rồi đó. Rồi không nặng đó, không nặng đó. Mát là mình còn chụp hình được á. Chứ nóng là em chịu nổi đâu. Người em thở em nổi luôn á. Nói chung là cái lúc mà đi về ăn là em mệt mà... rồi. Cái chân em đau thôi chứ còn. Cái chân nó đau quá rồi. Hệ thì bình thường đúng không? Em mệt. Thì mình đau lóc chân. Nhưng mà em lại không đau chân. Lao này hệ không, nó banh nó đồ kìa, mình làm này, không hoạt động mình nhiều. Nhiều. Ôi nhiều. Quá trời. Quên đi buổi tối làm nhà đi, tập bên cũng không phải. Đi lên đi xuống. Tí do nó hệ từ cháu. Khó lấy nhiều nhiều nhưng mà dễ hà lấy hết rồi thì biết đàn ông đi chị cũng lấy một cặp chị ngán chị thả nó thả thí ra luôn chỉ có cái phần cầm là chị lấy thôi còn máu chán khó lắm đi chỉ có xí cái miệng mà máu ăn chảy nhiều. Chưa lao ra. Chị mới làm cho thằng cô nó xuống mà đang lao được. Rất mô chờ lao. Thì hồi nãy chị làm mấy nó với chị qua đây mà. Được bao nhiêu phút rồi? 15 phút là cao tay. Lao là 15 phút. Thật là theo quá.
Thầy ý là qua nói cho chị biết thì chị không có rề thôi. Nó cái miệng ta nặng xương nữa, từ xương ta miệng ta nặng đi. Sướng mà Hà cũng quá khấy rồi. Chú chà, câu này vĩ đại quá, được nhiều người lấy quá. Toàn là người giỏi lấy không à. Thôi thôi thôi, mẹ rung tay trừ. Ngón tay này đúng không? Na, dạ. Có nguyện vọng gì na? Trời Lan có muốn làm chi, đi đâu không? Để mà không có dịp nữa. Chú Na chứ ai với Na là nó thích là nó chích tao. Na ghê đó. Kiếm cho máu thì thao bây giờ an toàn là chúa không mày đó, đạo không mày đó, mất công. Hát Nhung bây giờ tù rồi, Nhung bây giờ bị giam mà trong nó luôn á. Xung ra có rồi. Cho có chi cho nó đi ngồi góc rồi xem tối khi nào hết nhiều thì về. Còn lấy cái xích ta xích lại luôn trừ. Mấy đứa này bên đi vui ghê. Ta thấy bên đó hồi nãy đi qua không có giường mà khách qua bên kia đang chỉ qua đây là răng ta. Đúng, phải phải la đi chị. Chị phải tìm rõ nguyên nhân chị. Không hiểu luôn. Tại vì em cũng dẫn khách lên, em nghe mấy đứa kêu là có ai nào không. Em vừa không có người la. Em dẫn khách lên, em thấy một cái phòng đóng tắt điện luôn chị. Mà ngủ nữa chứ. Đúng rồi. Ta nói thiệt á. Mà cái nói là chị giao cho Hà đó nghe. Em không biết luôn. Ta không biết rồi đó. Hà quản lý, Hà cái chi quản lý hết nha. Em dày lắm. Thanh đánh hội đầu em còn giết cha nữa. Đứa mà đánh Hà em ta đuổi hết. Đúng rồi, sao em là ấy là chị giao cho Hà chứ không phải là ấy đâu nghe. Cái này không phải giận dữ đâu. Được. Em
Nhiều khi ta ngồi ta làm đây mà mấy đứa ngủ luôn ngon lành dễ sợ. Ta không hiểu luôn á. Trừ lương chị. Thằng như chị này mình làm việc thất ngủ chị này. Này đang làm đây mấy? Ai biết chị? Tối ngủ này ngủ đang ai biết? Ngủ cũng có tiền là được. Nói chung tạo ra tiền cho chị Loan là được. Okay. À. Sau người tao đi ăn thì tao không được trả được. Vậy đó. Trong chị Loan trả. Cấm à. Ghê vậy. Thôi chị Loan mình đừng bao giờ tin chị nữa. Mình cầm bánh sinh nhật đi rồi. Hồi nữa tao cho chia xong.